Anh em nghĩ sao nếu mà bây giờ mình vào mình đục xong rồi nó lại crash ra ngoài và nó lại mất đồ tiếp? Anh em nghĩ sao? Chơi không? $40 phải 40 lần à? Ok. Thường thôi. Liều ăn nhiều. Game là dễ. Xem lại công thức nhá cho nó đỡ nhầm. Thao thò odd arm, ok. Thao này. Thao odd này. Odd đâu nhá? Odd này, arm đâu nhá? Đây. Game là dễ. nếu mà crash mà mất nữa thì thôi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào stream tiếp theo nhé. Đến cái tầm mà game mà nó kiểu nó hấp riêng mình đến mức như thế rồi thì thôi chấp nhận luôn. Thao trước này. Thao này. Odd này. Arm này. Ok. Game là dễ. Bán luôn. Không cần nữa. Bye bye người tình. Ok, bây giờ chúng ta cần thêm cái mũ lo nữa để thay cái mũ Neftier này. Lo đâu nhỉ? Mình có cái phôi nào không ta? Hai sóc. Không có. À đây, còn mình có giữ một cái mình ép fail này. Anh em thấy đây là một cái mà kiểu một trường hợp bị ngào đá và ép vào đồ màu xanh và thế là cùng là mất luôn hai cái rune. Đấy. Và đây cũng là một trường hợp nữa bị ngào đá và ép sai nữa cũng mất luôn hai cái rune. Đấy. Là do là ép vào nhầm đối tượng. Cái này thì đúng loại rồi, là màu xám. Nhưng mà do là nhầm loại, phải đúng là phải cái này mới đúng này thì ra được cái gậy leaf. Đấy. Cho nên anh em mà khi mà ép đồ ấy, tốt nhất là nên bật ra bật vào và xem thật kỹ trước khi nhét vào nhá, tại vì nếu mà nhét sai một phát thôi ấy, là anh em xác định là tắt game đi ngủ. Đấy, nhiều người là rất là nản sau khi mà bị nhầm. Đấy, cho nên là tránh trường hợp mà ngào đá như mình thì anh em xem kỹ trước khi ép. Tránh những cái sai sót kiểu như là như thế nó xảy ra. Để xem ông này ông có bán cái mũ nào hai socket không nhỉ? Nhưng mà mình thì mình muốn lấy ở X1 hơn, tại vì mũ đấy là mũ nhẹ. Không có rồi. Đổi X. Nick này là online nha anh em. Character này là online. Level 45 sorcerer. À, có sẵn luôn này, hay quá. Để dành từ lúc nào không biết luôn. Ép luôn. Lo là cái gì anh em nhỉ? Lo là odd soul, ok. Odd soul có sẵn luôn. Nick này thì không thiếu. Soul đây. Odd đâu? Odd đây. Chơi luôn. Thay luôn. Odd soul đúng không? Xem lại chắc này. Odd soul rồi. Hot sâu. Đấy, được cái mũ lo luôn. Thế là anh em đã đủ đồ chiến rồi đấy. Kiếm spirit, mũ mũ lo, giáp stealth và khiên là ancient pledge. Còn mấy cái này thì dùng đại thôi, có gì ngon thì dùng đấy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là như thế là đủ đồ chiến đấu rồi đấy. Nói chung là build sorcerer ấy thì từ level 1 đến level 24 anh em chơi kiểu ném cầu lửa. Fireball xong rồi đến level 24 anh em respect lại, anh em thay đổi build lại thành thành cái build này. Thì anh em thấy là mình cũng chỉ tăng đủ strength với đủ dexterity để mặc đồ thôi. Còn lại thì vitality là bơm hết vào vitality ở đây.
đấy để mà tăng máu lên. Còn về skill thì anh em thấy là mình cũng tăng theo đúng như là hướng dẫn thôi. Hướng dẫn nó nói là tăng max vào cái chiêu Blizzard này này. Rồi tiếp theo là tăng max vào Ice Blast. Những cái chiêu này mỗi thứ cộng một cái thôi. Mỗi thứ cộng một cái thôi. Ở đây nó đang có 5 điểm là do đồ của mình. Đồ của mình nó đang cộng điểm cho mấy cái skill này. Đấy. Còn lại thì cộng thêm một ít vào cái Static Field này nữa. Cái này là dùng để giết chùm này. Cái này dùng để giết chùm hoặc là giết những cái con nào mà nó khỏe máu hoặc là nó kháng băng ấy. Anh em dùng cái này để mà phá máu của nó. Tại vì cái này là sẽ đánh quái dựa theo cái phần trăm máu hiện tại của nó. Đấy, đánh quái dựa theo phần trăm máu hiện tại của nó. Và cái này dùng để giết chùm cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ nhanh. Đấy, một lát nữa gặp được chùm thì mình sẽ cho anh em xem thử luôn. Để anh em hiểu rõ là nó như thế nào. Câu Mastery thì theo như cái guide nó nói thì là sau khi mà max cái chiêu này xong thì tăng câu Mastery nó sẽ lợi hơn. Tức là tăng cái chiêu này này thì nó sẽ tăng dam của cái chiêu Blizzard này nhiều hơn là tăng vào câu Mastery. Tại vì một level của câu Mastery nó chỉ tăng có 5% thôi. Tăng có 5% thôi, trong khi đó thì hình như là cái chiêu này nó cộng cho cái nó cộng dam cho nhau nhiều hơn hay sao ấy. Anh em nào mới ở trong cái trò này thì nhớ là các cái skill ấy, các cái kỹ năng ở trong cái trò này nó đều có liên quan đến nhau nha. Ví dụ như anh em thấy ở đây này, cái chiêu Blizzard này là chiêu điêu dam chính của mình, đúng không? Chiêu này chiêu chính. Nhưng mà những cái chiêu như kiểu Ice Bow này hay là Ice Blast này, như kiểu này này, Ice Bow này, Ice Blast này, hoặc là cái chiêu Glacial Spike này, cái ba cái dòng cuối cùng ấy. Đấy, ba cái chiêu này là tăng dam cho chiêu này. Anh em thấy không? Nó ghi ở đây là cộng 5% dam cho một level của những cái skill đó. Đấy, cho nên là tất cả những cái skill này đều liên quan nhau hết và nó tăng dam cho lẫn nhau. Còn cái chiêu câu Mastery này là nó giảm đi cái kháng băng của tất cả quái vật. Đấy, thì theo như cái guide ấy, theo cái hướng dẫn ấy thì nó nói là max cái này trước, sau đó chuyển sang max cái này thì là nó sẽ tối ưu hơn. Đấy. Đương nhiên là sẽ tăng rồi, anh em yên tâm là sẽ tăng cái này. Đúng rồi, Ice Blast, Ice Bow xong rồi Glacial Spy xong Cold Mastery, nói chung là cứ theo hướng dẫn sử dụng mà chơi. Đấy, là an toàn. Đúng rồi, lên heo ấy thì nó có nhiều loại kháng cho nên là chơi những con như kiểu Sorcerer thế này này. Thì anh em cần phải thứ nhất là có một con đệ mạnh để mà nó xử cho mình những con mà kháng được mình, hoặc các anh em bắt buộc phải bỏ qua những con quái đấy và chọn những cái khu vực ấy, chọn những cái khu vực nào mà ít có khả năng là gặp những con như thế nhất có thể, thì anh em sẽ đỡ khổ. Ví dụ như là chơi Sorcerer thì cứ bail run với cả Chaos Sanctuary thôi. Gặp con nào mà kháng băng thì bỏ qua. Hoặc là nếu mà anh em có một con đệ mà đồ của nó bá cháy thì có thể để cho nó xử mấy con đấy. Đấy. Thoái hóa sức mạnh của Nephilim ha. Thoái hóa sức mạnh của Nephilim có phải là Warstone không nhỉ? Đúng rồi, reset cũng là một cách. Hoặc là nếu không các anh em chơi hybrid, tức là mình đang chơi Sorcerer theo dạng như là 100% vào đam băng ấy. Nhưng mà nếu mà anh em không nhất thiết phải chơi đam băng thì anh em có thể chơi hybrid. Chơi nửa băng nửa lửa cũng được. Nửa băng nửa lửa. Ok. Không, bây giờ mình giết chùm thôi. Con này thì mình sẽ chuyển sang mình dùng cái chiêu Static Field này để mà giết nó cho nhanh. Ông làm sao? Em xin lỗi ạ. Em lại sợ anh quá. Đuổi đi. Lêu. Đau đấy. Để lại một cái cho nó an toàn. Anh em nhớ là khi đánh chùm thì nhớ để lại một cái TP nhá. Trường hợp chết còn quay lại nhanh được. Thế thôi, đơn giản. Grand Scepter, Balanced Crystal Sword. Không có gì nhỉ? Chắc chỉ có cái Scepter này có thể bán được giá này. Mấy cái này thì cũng rác thôi, không có gì. Ừ. Đấy, chơi, anh em thấy không? Mình clear từ đầu X2 cho đến cuối X2 chắc là mất nãy giờ chưa được tiếng. Nửa tiếng. Không biết đến 45 phút nữa.
quá nhanh luôn. Mà không, anh em không nhất thiết phải đợi đến level cao mới chơi được như thế này đâu nhá. Cái con này từ khi level 18 ấy, là từ cái lúc mà cái chiêu teleport nó được unlock ấy, là mình đã bay tùm lum tà la hết rồi. Mà dù lúc đấy thì rất là khó, tại vì lúc đấy thứ nhất là mana của mình còn thấp, cái thứ hai nữa là cái chiêu đấy level 1 ấy, cái chiêu teleport này level 1 thì nó tốn tận 24 mana lận đấy. Nhưng mà rõ ràng là từ level 18 là mình đã bay tùm lum hết cả cái map lên được như vậy rồi, không vấn đề gì cả. Rồi, ok, bây giờ chúng ta qua X3 thôi.